Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 25 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thu ngân sách và thực hiện giải pháp chống thất thu ngân sách năm 2020. Theo đó, trong chỉ tiêu 716 tỷ đồng thu ngân sách của năm nay, kế hoạch thu từ sản xuất kinh doanh là gần 480 tỷ đồng, trong đó thu đối với lĩnh vực khoáng sản và tiền thuê đất doanh nghiệp 130 tỷ đồng, lĩnh vực xây dựng cơ bản 50 tỷ đồng, thương mại dịch vụ 65 tỷ đồng. Đối với các khoản thu từ đất của năm nay, tỉnh đặt mục tiêu gần 114 tỷ đồng. Đối với phí lệ phí thu khác ngân sách, mục tiêu là 136 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu hết quý 1 phải thu đạt trên 25% dự toán cả năm, khoảng 180 tỷ đồng. Kế hoạch quý 2 cũng là 180 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có chỉ đạo cụ thể về mục tiêu và giải pháp thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng cuối năm, yêu cầu Cục Thuế tỉnh và các sở ngành địa phương chủ động tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung liên quan trong công tác thu ngân sách và quản lý thu thuế, phí và thu khác ngân sách theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân các huyện thành phố đánh giá khả năng hụt thu ngân sách tại địa phương, xây dựng nhiều phương án thu từ đất và các khoản thu khác ngân sách để bổ sung nguồn thu bị thiếu hụt từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Sáng sớm nay, mưa đá và gió lốc đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu tại các xã Thượng Giáo, Khang Ninh, Cao Thượng, thị trấn Chợ Rã và Phúc Lộc của huyện Ba Bể. Trong đó, tại xã Khang Ninh có 4 nhà bị tốc mái, 4 nhà bị nước tràn vào nhà, 2 tấn xi măng bị thiệt hại. Đối với cây trồng, tại 4 xã thị trấn là Khang Ninh, Thượng Giáo, Cao Thượng và thị trấn Chợ Rã, có 36 hectare cây ngô bị ngập úng, lũ quét. Trong đó, xã Khang Ninh bị thiệt hại nhiều nhất với 20 hectare. Cùng với đó, có 80 hecta lúa bị ngập úng lũ quét tại các xã Khang Ninh, Thượng Giáo, Cao Thượng. Tại xã Phúc Lộc, sạt lở khoảng gần 100 mét khối đất đá xuống đường tỉnh 253, ước thiệt hại trên 200 triệu đồng. Huyện Ba Bể đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục hướng dẫn nhân dân khắc phục sửa chữa nhà cửa và sản xuất, đồng thời kiểm tra tổng hợp thiệt hại theo quy định để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Sáng nay tại huyện Chợ Đồn cũng đã xảy ra trận mưa to kèm theo mưa đá và gió lốc mạnh gây thiệt hại khá lớn về nhà cửa, tài sản của người dân. Trong đó xã Phương Viên bị thiệt hại nhiều nhất với 50 ngôi nhà của người dân ở các thôn Ná Quân, Bằng Viện, Bản Làn bị hư hại khá nặng. Xã Sơn Lạc cũng có 4 hộ dân ở hai thôn Pù Lùng 1 và Pù Lùng 2 bị thiệt hại về nhà ở. Ngoài ra xã này cũng có 2 hecta hoa màu và lúa bị lũ tràn qua. Các xã Ngọc Phái và Đồng Thắng cũng chịu một số thiệt hại do dông lốc và mưa lớn. Theo thống kê sơ bộ của huyện Chợ Đồn, toàn huyện có gần 70 hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa. Chính quyền và các ngành chức năng của huyện đã trực tiếp đến cơ sở để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Theo thống kê sơ bộ, cơn lốc kèm mưa đá đêm ngày 17 tháng 3 và ngày 21 tháng 3 vừa qua tại huyện Ngân Sơn đã làm thiệt hại gần 200 hecta cây trồng, nhiều nhà dân bị tốc mái. Trong đó thiệt hại về cây thuốc lá là trên 120 hecta, cây ngô bị hỏng gần 50 hecta. Hơn 10 hectare cây rau, ớt, lạc, đậu, đỗ, các loại bị thiệt hại. Ngoài ra, gió lốc còn làm cho gần 20 ngôi nhà dân bị tốc mái. Sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban Nhân dân huyện Ngân Sơn đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả, chăm sóc cây trồng sau mưa đá. Thống kê phân loại diện tích bị thiệt hại nặng để khuyến cáo bà con chuyển đổi cây trồng, trong đó tập trung vào cây bí đỏ, đỗ tương, ngô nếp tím, cây dừa vàng. Huyện cũng đang bố trí huy động nguồn lực để hỗ trợ nhân dân sử dụng thiết bị lợp mái nhà chắc chắn hơn. Năm 2020, huyện Nari phấn đấu có 8 sản phẩm ô cốp mới đạt 3 sao trở lên theo nội dung chương trình mỗi xã phường một sản phẩm. Huyện phấn đấu nâng cấp ít nhất một sản phẩm 4 sao lên 5 sao, nâng cấp ít nhất một sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao. Để đạt được mục tiêu trên, huyện Nari sẽ hỗ trợ sản phẩm đăng ký tham gia ô cốp năm 2018-2019 cần nâng cấp và các sản phẩm mới tham gia chương trình năm 2020 với các hoạt động cụ thể như tư vấn hỗ trợ hoàn thiện phương án kinh doanh, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh, tư vấn hoàn thiện nhà xưởng, máy móc, thiết bị, hỗ trợ đánh giá sản phẩm, điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường, tư vấn củng cố hoàn thiện hồ sơ sản phẩm khi tổ chức đánh giá, tư vấn hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm. Các sản phẩm sẽ được chuẩn hóa, hoàn thiện, đáp ứng tiêu chí OCOP và đảm bảo các điều kiện lưu thông hàng hóa theo quy định. Cùng với đó, huyện tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai chương trình OCOP.
Những ngày này, bà con nông dân thôn Khuỷ Nhầu, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới đang thu hoạch dưa chuột trên diện tích trồng trong vụ đông vừa qua. Năm nay bà con phấn khởi bởi dưa được giá. Hiện tại giá bán 1kg dưa chuột dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng. 1.000 mét vuông đất trồng dưa chuột cho thu nhập khoảng 15 triệu đồng, cao hơn nhiều so với cây trồng khác trên cùng đơn vị diện tích. Được biết, cây dưa chuột trồng trên đồng đất thôn Khuỷ Nhầu là cây trồng truyền thống từ nhiều năm nay, tập trung chính ở vụ xuân và vụ đông. Mỗi năm cả thôn trồng hơn 2 hectare dưa chuột để bán ra thị trường. Cây dưa hiện đã trở thành cây trồng chủ lực, góp phần quan trọng nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác của người dân nơi đây. Cùng với các hoạt động tình nguyện sôi nổi trong tháng thanh niên 2020, thanh niên huyện Chợ Đồn tiếp tục thể hiện vai trò xung kích trong phát triển kinh tế. Hiện nay trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế mang lại thu nhập khá và có 4 hợp tác xã do thanh niên làm chủ, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế tại địa phương. Bắt đầu từ năm 2015, gia đình anh Nguyễn Tiến Sáu ở Bản Cáu, xã Đồng Thắng có thu nhập từ con ốc nhồi. Hiện nay, gia đình anh có 800 m2 diện tích mặt nước nuôi ốc, chia làm 4 ao nuôi. Trong mùa đông, ốc ngủ đông và bắt đầu sinh sản từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch. Nhận thấy bán trứng ốc có giá trị kinh tế cao nên anh Sáu chủ yếu bán trứng. Trong thời gian ốc nhồi sinh sản, trung bình mỗi ngày anh thu khoảng 1,2 kg trứng ốc, giá dao động từ 500 đến 800 nghìn đồng 1 kg. Hiện nay anh đã liên kết hỗ trợ nhiều thanh niên tại huyện Chợ Đồn và các huyện lân cận cùng nuôi ốc nhồi. Anh Sáu sẽ bao tiêu sản phẩm nên nhiều thanh niên đã cùng phát triển mô hình này. Em thấy nuôi con này thì nó lợi nhuận kinh tế của nó rất là cao, bởi vì thị trường ở miền xuôi ấy, thì người ta rất là cần nhiều đến con ốc này để bán thương phẩm cho người ta rất là nhiều. Các thị trường như Thái Nguyên đổ xuống là mình có thể bán được rất là dễ ốc này. Không đủ mà bán. Từ tháng 4 thì nắng ấm lên rồi thì mình sẽ nuôi được ốc. Nuôi được ốc thì con này thì nó ít dịch bệnh thôi, nhưng mà phải chăm sóc nó và để ý nguồn nước chăm sóc. Về phải cải tạo ao, sau mỗi một vụ là phải cải tạo ao thì nó sắc vôi rồi mình thay nước đi thì nó sẽ không có dịch bệnh nữa. Theo đánh giá của huyện đoàn Chợ Đồn, phong trào phát triển kinh tế của thanh niên trên địa bàn huyện chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương. Thanh niên chủ yếu phát triển kinh tế theo quy mô hộ gia đình, chỉ có 4 hợp tác xã do thanh niên làm chủ. Vì thế mà thời gian qua, Ban Thường vụ huyện đoàn Chợ Đồn đã tập hợp đoàn viên thanh niên đi thăm mô hình kinh tế điển hình tại huyện Na Rì và một số huyện lân cận, sau đó thành lập câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế Chợ Đồn. Sản phẩm đầu tiên của câu lạc bộ là mở gian hàng thanh niên tại thị trấn Bằng Lũng, chuyên bán sản phẩm ô cốp, sản phẩm do thanh niên sản xuất ra. Đến nay, gian hàng đã hoạt động được một tuần và mang lại những hiệu quả bước đầu. Gian hàng thanh niên Chợ Đồn, chúng tôi đặt mục đích đầu tiên là trưng bày, giới thiệu và quảng bá, kinh doanh các sản phẩm của thanh niên. Chúng tôi nhận thấy rằng sau một tuần chúng tôi khai trương, nhưng hiện nay thì số lượng các mặt hàng của các huyện bạn bán tại Chợ Đồn cũng rất tốt, và chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến nhân dân Chợ Đồn biết về các sản vật, các sản phẩm ô cốp của ngay tại tỉnh Bắc Cạn. Sau đó chúng tôi sẽ tiến thêm một bước là chúng tôi quảng bá ra các tỉnh bạn, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các huyện giáp danh với Chợ Đồn như Định Hóa hay là Chiêm Hóa, Na Hang. Với mong muốn mở rộng thêm các mô hình kinh tế hiện có, xây dựng thêm mô hình kinh tế mới, phát triển hợp tác xã thanh niên, huyện đoàn Chợ Đồn sẽ tiếp tục có nhiều hỗ trợ giúp đỡ các bạn đoàn viên thanh niên. Trong đó có nguồn vốn vay thông qua hai kênh là vốn vay ủy thác của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chợ Đồn và nguồn vốn 120 kênh Trung ương đoàn. Bên cạnh đó cũng tiếp tục tuyên truyền phối hợp với câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế Chợ Đồn, kết nạp thêm nhiều thanh niên, hỗ trợ liên kết với nhau cùng xây dựng các mô hình kinh tế mới có quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Ngày 11 tháng 4 năm 1900, toàn quyền Đông Dương ra nghị định tách một phần đất thuộc tỉnh Thái Nguyên, thành lập tỉnh Bắc Cạn gồm 4 châu: Bạch Thông, Chợ Rã, Thông Hóa sau đổi thành Na Rì và Cảm Hóa sau đổi thành Ngân Sơn. Như vậy tên Bắc Cạn chỉ có từ 120 năm trước hay có từ khi nào? Nhân dịp kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Bắc Cạn, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn đã tìm hiểu về vấn đề này. Ông Hà Văn Viễn ở thôn Nà Dì, xã Dương Quang, thành phố Bắc Cạn là người đam mê công tác nghiên cứu lịch sử văn hóa, con người, vùng đất của quê hương. Bên những sử liệu quý về Bắc Cạn do chính ông sưu tầm, ông Viễn cho rằng
Tuy năm 1900 tỉnh Bắc Cạn mới được thành lập, nhưng địa danh Bắc Cạn đã có từ xa xưa, được nhiều tác phẩm ghi chép lại. Trong cuốn Đại Việt Địa Dư Toàn Biên của tác giả Nguyễn Văn Siêu, sinh năm 1799, mất năm 1872, được Viện Sử học và Nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội sưu tầm xuất bản năm 1999. Tại trang 434 có viết rõ, Hồ Ba Bể trong phố Bắc Cạn, Châu Bạch Thông có một dải sông nhỏ phát nguồn từ xã Cổ Đạo qua xã Cao Chi đến xã Thượng Giáo. Cuốn Đại Việt Địa Chỉ Toàn Biên nó có hai chữ Bắc Cạn. Thế ông này thì ông mới viết ông cũng chưa đến Bắc Cạn. Cho nên ông mới bảo Hồ Ba Bể trong phố Bắc Cạn. Đấy có hai chữ Bắc Cạn như thế là quý lắm. Hồ Ba Bể trong phố Bắc Cạn mà ông ấy sinh và chết từ thế kỷ thứ 18. Sách Đại Nam Nhất Thông Chí do Quốc sử Quán Triều Nguyễn biên soạn thời vua Tự Đức. Có thể coi đây là bộ sách lớn nhất và quan trọng nhất về địa chí Việt Nam dưới thời phong kiến, được Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội xuất bản năm 1971. Ở trang 164, 65 có ghi Cửa Bắc Cạn ở Châu Bạch Thông. Trang 166, 167 cũng đã nhắc tới phố Bắc Cạn. Còn cuốn Đại Nam Nhất Thông Chí này, cuốn này là sách sử của thời nhà Nguyễn, sử thời nhà Nguyễn mà mình căn cứ vào số này. Thế thì đấy, nó có hồi ấy thì xã Bắc Cạn thì chưa có, mà gọi là chợ Dương Quang, còn gọi là chợ Dương Quang. Thế sau này thành lập tỉnh rồi thì phát triển lên thì mới có gọi là phố Bắc Cạn, và sau này mới thành lập tỉnh Bắc Cạn đấy. Trong sách Sổ tay địa danh Việt Nam của tác giả Đinh Xuân Vịnh, trang 54 cũng có viết Bắc Cạn phủ xưa thuộc tỉnh Bắc Cạn, đồn binh thời phong kiến. Còn đây là những sử liệu do chính ông Viễn chép lại nội dung trong cuốn Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ 19 của Viện Nghiên cứu Hán Nôm do Dương Thị The, Phạm Thị Thoa dịch và biên soạn, có ghi Châu Bạch Thông, Tổng Nông Thượng, phố Bắc Cạn. Sổ tay địa danh Bắc Cạn của ông Đinh Xuân Vĩnh mà Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội thì tên Bắc Cạn đã có từ thời Lê, cách đây khoảng 500 năm rồi. Thứ hai nữa là tôi cũng về cái trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn ấy, vào cái thư viện đấy, tôi lại chép cái làng xã Việt Nam và địa dư các tỉnh Bắc Kỳ. Trong đó có viết cái tên Bắc Cạn mà ghi các xã của tỉnh Bắc Cạn thôi. Thế xuất bản từ năm 1928. Ngoài ra, theo ông Viễn, trong tạp chí Xưa và Nay của Cơ quan Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam số 587 cũng có bài nhắc tới các quan nhà Lê đi tuần tiêu các xứ Khoái Châu, Bắc Cạn, Lạng Giang để chặn quân Minh ở hai vùng Lưỡng Quảng, Sang. Trong quá trình nghiên cứu về địa danh Bắc Cạn, ông Viễn cũng có thấy một số sách có viết địa danh Bắc Cạn xưa người Tài gọi là Bắc Cạn, nghĩa là cửa ngõ, về sau được người Pháp phiên âm thành Bắc Cạn và toàn quyền Paul Dume lấy tên Bắc Cạn đặt làm tên đơn vị hành chính cho tỉnh. Tên Bắc Cạn đã có từ thời Lê, thế kỷ thứ 15 rồi. Đấy, thế kỷ thứ 15. Nhưng mà tên như thế nhưng mà ghi vào sử sách một cách cụ thể hơn ấy, trong các sách lịch sử ấy, thì lại ghi từ thế kỷ thứ 18. Như vậy, qua các dữ liệu mà ông Viễn cung cấp, thì địa danh Bắc Cạn đã được ghi chép từ thời hậu Lê, cách ngày nay khoảng hơn 500 năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Từ thời phong kiến tới nay, 500 năm có lẽ Bắc Cạn đã có nhiều đổi thay, có đường rộng, nhà đẹp, nghèo đói, lạc hậu, dần lùi xa và dĩ vãng. Với truyền thống hào hùng và tư duy đổi mới, tỉnh Bắc Cạn sẽ vươn xa hơn nữa trong thời gian tới. Từ đầu năm đến nay, huyện Ba Bể đã tiếp nhận trên 29.000 hồ sơ thông qua bộ phận một cửa liên thông, trong đó số hồ sơ đã xử lý là hơn 28.500. Hầu hết các hồ sơ này đều được trả cho các tổ chức cá nhân kịp thời với tỷ lệ đúng hạn đạt 98%. Hiện nay, cơ sở vật chất, phòng làm việc cho bộ phận một cửa tại Ủy ban Nhân dân huyện Ba Bể và các xã thị trấn đã cơ bản được hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, các cán bộ làm việc tại bộ phận này còn đổi mới lối làm việc, nâng cao thái độ phục vụ nhân dân, không gây phiền hà cho người dân khi đến làm việc. Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu tra cứu thủ tục hành chính của công dân, huyện Ba Bể còn đăng tải 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên cổng thông tin điện tử và niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện
của các xã, thị trấn để nhân dân dễ theo dõi, nắm bắt. Nhờ đó, người dân huyện Ba Bể đã gặp nhiều thuận lợi khi đến giao dịch, rút ngắn thời gian chờ đợi, đồng thời nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc của các cơ quan nhà nước. Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm Lâm huyện Chợ Đồn đã kiểm tra phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 30 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó có 17 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích rừng bị suy giảm là trên 6 ha, 4 vụ tàng trữ trái phép lâm sản, 5 vụ vận chuyển lâm sản và 1 vụ liên quan đến quản lý hồ sơ lâm sản. Tang vật đã thu giữ là hơn 65 mét khối gỗ các loại, tịch thu 1 xe máy, 2 cưa máy, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 350 triệu đồng. Hạt Kiểm Lâm huyện Chợ Đồn đã chuyển hồ sơ 5 vụ vi phạm sang cơ quan công an và viện kiểm sát nhân dân huyện để điều tra, xác minh, khởi tố hình sự. Thời gian qua, Hạt Kiểm Lâm huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo các trạm kiểm lâm tham mưu cho chính quyền các địa phương thực hiện khá tốt công tác quản lý bảo vệ rừng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm được các quy định của luật lâm nghiệp cũng như các thông tư hướng dẫn khai thác, chế biến lâm sản, cải tạo rừng nghèo kiệt cũng như trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ rừng. Nhờ vậy, số vụ vi phạm luật lâm nghiệp đã giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị khán giả, mỗi dịp Tết Thanh Minh mùng 3 tháng 3 âm lịch, người dân Bắc Cạn lại làm những món bánh truyền thống như bánh trứng kiến, bánh tháng ngải để thắp lên những phần mộ của người thân. Theo họ, những chiếc bánh dẻo thơm thể hiện tấm lòng thành kính, tỏ lòng biết ơn của những người còn sống đối với người đã mất. Mỗi năm cứ vào ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch, bà Trịnh Thị Ngoan trú tại tổ 18, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn lại làm bánh trứng kiến và bánh lá ngải để chuẩn bị đồ lễ cho Tết Thanh Minh vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Theo bà Ngoan, bánh trứng kiến có nhân thịt và trứng kiến thể hiện cho đồ mặn, bánh lá ngải có nhân đỗ đường thể hiện cho đồ chay. Và như vậy, trong lễ cúng ngày tảo mộ, bao giờ cũng có cả đồ mặn và đồ chay. Do nhiều năm làm bánh nên bà Ngoan có kinh nghiệm trong việc chọn nguyên liệu cũng như chế biến. Phần nhân được bà xào thơm để nguội, phần bột được nhào dẻo. Khi nặn bánh thì cần dàn bột mỏng trên bàn tay, khom lại rồi cho nhân vào giữa. Lưu ý khi cho nhân vào cần nén xuống, không quá chặt, cũng không được lỏng vì sẽ khiến nhân bị cứng hoặc bị vỡ, bánh không ngon. Những chiếc lá chuối để gói bánh được rửa sạch, luộc qua cho mềm để khi gói, lá không bị giòn, rách. Mỗi dịp mỗi năm đến dịp mùng 3 tháng 3 thì gia đình mình làm bánh lá ngải kiến này, rồi là làm bánh trắng trứng kiến. Để những dịp mùng 3 tháng 3 làm bánh để mà dâng lên các cụ và đi mộ để tưởng nhớ những người đã khuất hàng năm. Điều đặc biệt mỗi lần làm bánh, bà Ngoan thường gọi các cháu đến cùng làm. Khi có các cháu làm cùng, bà thấy vui. Đồng thời bà muốn hướng dẫn cho các cháu biết cách làm bánh để sau này lớn lên chúng sẽ duy trì được nét đẹp truyền thống này. Bà cũng thỉnh thoảng làm bánh cho cháu với lại cả nhà ăn. Cháu thường nặn bánh và cho nhân vào bánh với lại nhóm bếp để luộc bánh ăn. Cháu rất thích ăn cái món bánh này. Khi được bà dạy bánh từ nhỏ thì cháu thấy rất vui và cháu thấy tự hào. Những chiếc bánh trứng kiến, bánh lá ngải sau khi gói được đem đi hấp chín, thành phẩm là những chiếc bánh nóng hổi với phần bánh dẻo, phần nhân thơm mùi đặc trưng của trứng kiến, của lá vả và lá ngải. Ngoài bánh trứng kiến và bánh lá ngải thì người dân Bắc Cạn làm các loại bánh khác như bánh trôi, bánh chay, bánh củ chuối. Những gia đình nào bận việc hay không có điều kiện gói thì có thể dễ dàng mua những chiếc bánh truyền thống này ở chợ. Tục làm bánh để dâng cúng người đã mất trong ngày tảo mộ của người dân Bắc Cạn nói riêng, cũng như đồng bào dân tộc vùng cao nói chung, không chỉ là thể hiện tấm lòng của những người con, người cháu, hướng về tổ tiên, ông bà, những người đã khuất, mà đây còn là một nét văn hóa đặc trưng cần được gìn giữ. Hiện nay, quốc lộ 3B đang bước vào giai đoạn thi công gấp rút để đảm bảo theo đúng tiến độ, cộng thêm thời tiết những ngày qua có mưa nhiều. Vì vậy, người dân nên hạn chế tham gia giao thông trên tuyến đường này. Hiện tại, việc thi công để mở rộng mặt đường đã được các nhà thầu triển khai. Khối lượng ước tính đã đạt khoảng 15% kế hoạch. Theo chủ đầu tư dự án, việc thi công vẫn phải đảm bảo để xe ô tô 4 chỗ có thể đi lại được. Song thực tế, không chỉ xe máy mà các xe ô tô 4 chỗ nên hạn chế tham gia giao thông trên tuyến đường này. Nguyên nhân là do phần thi công hơn 30 km, chủ yếu là đường đất, cộng thêm mưa nhiều trong mấy ngày gần đây,
khiến cho mặt đường rất trơn trượt, đất đá dồn ứ, có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Người dân nên lựa chọn đi theo tuyến đường 279 để vào trung tâm huyện Nari. Thực hiện quyết định số 2326 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh danh mục tuyến đường đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh buôn bán hàng hóa trên địa bàn thành phố Bắc Cạn. Hiện nay, ngành chức năng đang tiến hành giải tỏa vỉa hè của 3 tuyến phố nằm trong danh mục. 3 tuyến đường Trường Chinh, Hùng Vương và Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn được đưa ra khỏi danh mục 17 tuyến đường phố có đủ điều kiện sử dụng vỉa hè vào việc kinh doanh buôn bán hàng hóa, dịch vụ. Hiện nay, trên 3 tuyến đường này có hơn 40 hộ kinh doanh quán nước, quán ăn đêm. Theo chủ trương, các hộ kinh doanh phải ngừng hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 và công tác giải tỏa phải xong trước ngày 30 tháng 3. Hiện nay, cơ quan quản lý đô thị thành phố Bắc Cạn đang phối hợp với các ngành chức năng tiến hành giải tỏa. Đa số các hộ dân đều đồng thuận. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao cho thành phố Bắc Cạn xem xét phương án bố trí, sắp xếp một số địa điểm kinh doanh phù hợp tại vị trí mới cho các hộ kinh doanh diện giải tỏa này. Năm học 2019-2020, ngành giáo dục huyện Bắc Nạm đã thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho gần 13.000 lượt học sinh. Trong đó, huyện thực hiện chính sách miễn giảm học phí theo Nghị định số 86 năm 2015 cho 4.400 học sinh với kinh phí hỗ trợ trên 4,3 tỷ đồng. Hỗ trợ theo Nghị định số 116 năm 2016 cho 2.680 em, kinh phí 13 tỷ đồng. Hỗ trợ 2.680 lượt học sinh, 345 tấn lương thực. Hỗ trợ tiền ở cho hơn 1.000 em, kinh phí trên 1,3 tỷ đồng. Hỗ trợ tiền ăn đối với hơn 2.000 trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi với kinh phí 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc bán trú. Cùng với những chính sách hỗ trợ về giáo dục, các ban ngành, hội, đoàn thể, chính quyền địa phương, các tổ chức cũng đã vận động cấp sách vở, đồ dùng học tập, hỗ trợ học bổng và phương tiện đi lại cho nhiều em học sinh, con hộ nghèo. Hiện nay, tất cả 14 xã ở huyện Ba Bể đều đã đạt tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới. Với sự đầu tư đồng bộ, 14 trạm y tế xã trên địa bàn huyện Ba Bể đều đã đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ cán bộ y tế thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực. Nhờ đó, việc chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng được chú trọng hơn. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi chỉ còn 12%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%. Hàng năm trên 28.000 lượt người dân được khám chữa bệnh, 99% trẻ em trong độ tuổi được tiêm vaccine đầy đủ. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình cũng được huyện chú trọng tuyên truyền, đảm bảo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Để khẩu trang mang lại hiệu quả đúng như mong muốn, việc tìm hiểu cách đeo khẩu trang y tế đúng cách rất quan trọng. Sau đây mời quý vị khán giả theo dõi khuyến cáo về cách đeo khẩu trang đúng cách của các bác sĩ chuyên khoa. Đây là cách đeo cơ bản mà bạn cần phải biết khi sử dụng khẩu trang y tế một lần. Bởi lẽ mặt xanh được sản xuất với tính thấm nước sẽ không thấm vào trong và mặt trắng có tính hút ẩm, giúp bạn dễ thở hơn khi đeo khẩu trang. Trong quá trình sử dụng khẩu trang, vi khuẩn có thể đã bám trên lớp bề mặt ngoài. Do đó khi sử dụng, bạn chỉ sử dụng tay để cầm vào phần dây. Bạn phải duy trì thói quen rửa tay thường xuyên, nhất là sau khi đeo hay tháo khẩu trang. Các khẩu trang y tế chỉ nên sử dụng một lần. Sau khi sử dụng, bạn cần vứt vào thùng rác có nắp đậy để tránh lây lan vi khuẩn, virus. Cách đeo khẩu trang y tế đẹp và đúng chuẩn là phải sử dụng che kín cả mũi và cằm. Khi đeo, bạn cần vuốt cho phần gọng sắt sát vào sống mũi. Kiểu đeo này cũng giúp cho những người bị cận không bị hơi thở làm mờ kính, gây khó khăn khi nhìn. Tránh sờ tay vào bề mặt khẩu trang. Thói quen sờ tay vào bề mặt khẩu trang có thể là con đường làm lây lan virus corona và các bệnh truyền nhiễm nhanh chóng đơn giản mà bạn không ngờ đến. Khi có các tiếp xúc này, cần rửa tay với xà phòng sát khuẩn. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh. Ngay sau đây là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trưa nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Bây giờ là những chương trình tiếp theo trên kênh TBK. Của biến đổi khí hậu, chiến dịch rời trái đất năm 2020 kêu gọi sự tham gia tự nguyện của đông đảo người dân. Các cơ quan, đơn vị, tòa nhà công cộng hãy tắt bớt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 năm 2020. Tham gia hưởng ứng chiến dịch rời trái đất chính là bạn đang thể hiện trách nhiệm và cam kết bảo vệ môi trường toàn cầu.
hãy hành động vì cuộc sống hôm nay và tương lai của các thế hệ mai sau. Trái đất xanh phụ thuộc vào hành động của bạn.